Bộ đi rất khủng của Onkyo và tôi đang để giá rất đẹp 4,5 triệu nhưng để giá 4 triệu đồng. Một bộ đi rất khỏe và đầy đủ các tính năng cơ bản của đi, đó là A, B cộng B, có nghĩa đánh 4 chiếc loa liền nếu các bác thích. Bạn đây, lao lướt, bát chép, cân loa, đầy đủ các đường vào âm thanh rất nhiều. Tôi đang chạy vào đường CD, có mã là 817RS. Nếu bác nào mà tìm hiểu xe máy của ô tô thì chữ RS thì nếu mà những dòng xe máy của ô tô thì nó sẽ là phiên bản thể thao. Thì chắc cái con Omni này nó cho mấy ông huấn luyện viên thể thao dùng hoặc là các cầu thủ thể thao. Thôi nói vui cho nó, nói phét cho nó vui tí. Như đúng là RS là nó như vậy các bác ạ. Còn RS trong Omni thì chả biết nó là cái gì. 817RS, sản xuất tại Nhật Bản, 175W, điện 100V, số seri là 3802S. Rất khỏe nha, con Omni này đánh rất khỏe và hay. Hàng bãi zin luôn, zin sò, zin tụ, zin nguồn. Khá nặng, bề ngang tầm 44cm. Thông tin địa chỉ của hàng rất rõ trên tấm biển. Đặc trưng của dòng Onkyo thì ngoài việc đánh loa Nhật hay, nó còn đánh loa Mỹ và loa châu Âu rất phê. Đấy là đặc trưng Onkyo. Và tiếng lời của Onkyo rất to và rõ, nó khá với giống lời của dòng Đế Nông, nghĩa là lời to rõ căng. Con Omni này cũng không ngoại lệ điều đó. Chạy 4 sò than 2 vít, bên trong khá gấu. Tôi sẽ mở to hơn để anh em cùng theo dõi. Xin ơn trời cho sống tháng ngày, tôi tự an ủi lâu rồi rằng chua cay cũng thế mà thôi. Bát chén để sữa, mời các bác ăn tí lau lướt rồi. Đỉnh luôn. Giá 4 triệu đồng thôi. 817RS, search nhẹ một tí gì ở đây. Đó. Góc cạnh đẹp. Góc cạnh không hề móp méo hoặc là vênh váo. Tất nhiên có sốt sát một tí tin. Như đã để giá cực kỳ đẹp rồi, cực kỳ tốt rồi. Mời các bác xem nội thất bên trong sau vài giây. Vâng, xin mời các bác trở lại. Buồn rất to. Con này nó sơn màu vàng lên cực kỳ bắt mắt. Hai tụ lọc to đùng luôn. Bốn sò than bám vào cái tản nhiệt là gọi là các cái tầng cá này. Tản nhiệt xương cá, như đây không biết là bao nhiêu bộ xương này. Bốn sò than 2 vít anh em nhá. Sò than nhìn sẽ ngửa cái mặt dưới thì anh em sẽ nhìn thấy. Con này nội thất quá gấu đấy. Con này các bác có thể ghép vang và hát karaoke nhẹ nhàng vào những đôi loa kiểu như loa Nhật, loa Mỹ tôi đang mở, hoặc là loa karaoke chuyên nghiệp xịn, loa karaoke gia đình nhá. Mời anh em nghe to hơn. Tôi tự an ủi lâu rồi rằng chua cay cũng thế mà thôi. Xin ơn trời cho sống thêm ngày, tôi tự an ủi lâu rồi. Vết bụi bặm nha, chưa thổi bụi anh em ạ, mới chỉ lau chùi mỗi bên ngoài thôi. Hàng bãi về đăng luôn, mời các bác xem này. Như cơ bản là nội thất khá sạch sẽ và đẹp rồi. Sò than thôi, sò than 2 vít. Sò than 2 vít, đây các bác nhìn thấy hai cái chân này. Hai cái chân ở mỗi cái chỗ sò. Đó. $4 triệu, một mẫu đi rất khủng. To và dày anh em nhé, bởi vì nó là hàng gấu mà, cao 14cm, bề ngang là 43,5, bề sâu nó gần 40cm đấy. Thời gian trên ngón tay.
các bác cảm nhận sao? Cái lời hát của nó cực kỳ ngọt, to, rõ. Đấy là đặc trưng của dòng. Bạn cũ có đưa ra đi buồn thiên thu, đưa giàu sang bỏ bạn, nhiều điều khác vơi bay thế gian. Em có lần yêu đương với tôi, thường quên tiếng gọi đậm đà trên về dành chất âm cho con âm ly này thì tôi dành cho nó hai từ đỉnh luôn, đỉnh luôn anh em ạ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.